Xin chào các bạn. Hôm nay mình có một cái bộ này là bộ ép con di động. Đây các bạn nhìn này. Cái bộ này nó rất là tiện lợi cho tất cả anh em thợ, tức là cái ép con di động là gì? Ép này là ép tuyo làm cho điều hòa ô tô. Thì cái này nó bằng thủy lực dầu ấy, ép dầu. Cái này bộ này nó rất là tiện lợi cho tất cả các anh em thợ mà đi làm ở các cái cơ quan ấy, cho vào cái vali này, nó nhỏ gọn này, xách bằng tay này, rất là tiện lợi. Thì cái bộ này nó có cả cái bộ răng phớt để kèm theo này. Và cái bộ này nó hay cái này nó có đầy đủ 7 vấu, cái này ép được cả 134 này, áo 12 này, áo 134 này, đấy. Cái này nó rất là hay, nó ở cái chỗ đấy mà nó rất là thuận tiện cho anh em. Thì cái bộ này ví dụ là mình bảo là nhìn thì như này thì khó phân biệt được đâu là dùng để cho áo 134 đúng không, đâu là dùng cho áo 12. Thì nó có ký hiệu, có số riêng. Cái này ấy, là để dùng cho áo 12 đấy. Hoặc là mình thợ mình vẫn cứ gọi là cái 12 đấy. Ví dụ như là dùng cho đầu co 12 này, hoặc là mà đây là đường phin này. Cái này là dùng cho đường đẩy này, bộ này là dùng cho đường hồi. Thì cái này nó hay ở cái chỗ này, tất cả các loại ống nó có ngoằn nghèo hoặc là nó có cong uốn lượn như nào ấy, mình ép bằng cái này nó cũng rất là dễ, bởi vì nó chỉ có mình chỉ luồn qua đây cái là mình ép được. Thì hôm nay tôi có một cái bộ ống này là dùng cho con xe Kia tấn tư, Kia tải ấy. Tôi ép cho các bạn xem nhé. Thì cái này ép được trước tiên nó cũng dễ thôi. Đây mình mở, mình cho cái vấu này vào. Tất cả khi mình không dùng nữa mình lại cho vào cái vị trí của nó, rất tiện. Cái áo này là cái này là chuyên để cho ép áo đường phin, đừng mình gọi đường phin được mà hoặc là gọi đường bạ được đấy. Xong rồi sau khi mình cho cái vấu này vào này, xong mình khóa một cái chốt này, ấn cái chốt này vào. Mình lùa này vào thôi. Đấy, lùa vào rất là tiện. Kể cả như nó có ngoằn nghèo nào mình vẫn luồn được qua. Nên nó không như là ép máy bàn là nó rất khó luôn. Đây, đây này. Cái này là dùng để khóa và mở đường dầu. Đấy, nó có on off này, on off là đóng mở này. Đấy, khi mình muốn ép là mình khóa vào. Nó thành off là khóa này đúng không? On là mở này. Sau khi mình ép xong rồi mình mở lại, mở ra là đường hồ dầu nó tự hồi về. Đây, tôi ép thử cho các bạn xem nhé. Đây, mình lùa này vào đúng không? Mình căn chỉnh làm sao cho nó chuẩn giữa này. Chuẩn giữa luôn. Đấy, mình cứ chỉnh làm sao cho nó chuẩn nó cân ở giữa này. Bởi vì cái bộ ép này nó hay cái này, mình có ép vào hết cỡ nữa, nó có kích, nó có cỡ nó rồi. Mình có ép vào hết nó cũng không sợ bị top ống. Đây, các bạn nhìn tôi ép này. Cái này nó ép dầu mà. Hay là mình còn gọi là thủy lực đấy. Nó có cỡ nó rồi, ép thoải mái luôn. Ép bao giờ không ấn được nữa thì thôi. Đấy. Mình chỉnh làm sao cho nó cân ở giữa này. Đây, bạn nhìn này, ép cân ở giữa luôn. Đấy, đúng không? Xong mình cứ ép này thôi. Ép làm sao mà tất cả 6 cái vấu này nó vào khít hết. Đây, các bạn nhìn tất cả 6 cái vấu nó vào khít này. Nói chung là nói khít hết thì mình nói hơi quá, nhưng mà có thể là nó cũng có một vài rãnh là nó cũng không được khít lắm, nhưng mà nó top vào chặt
Nhưng cái này được cái là nó hay là cái chỗ là mình cho ép thoải mái, nó có cữ nó rồi đấy. Sau khi mình ép cứng này, cứng không thể vào được nữa, thì các bạn nhìn tất cả cái vấu này, gần như là nó khít đều hết vào đấy, gần như khít đều hết này, đúng không? Mà cũng không sợ bị tóp ống đấy, bây giờ không vào nữa rồi. Thì sau đó bắt đầu mình mới mở cái đường dầu ra, mở đường dầu ra để cho dầu nó hồi vào đấy. Đấy, mình tháo mình kiểm tra đây các bạn nhìn, nó cũng khác gì mình ép máy đâu, chuẩn đều tấp tắp luôn. Đây mới là cái đường được thẳng đúng không, đường cong, đường cong cũng rất dễ, không có gì khó cả, tất cả đường uốn lượn là ta đều cũng không không sợ. Đây, sau khi ép xong rồi đúng không? Kiểm tra đi, thoải mái đi. Chuẩn luôn. Cái này rất hay. Đấy, đây mình đã xong một cái đường được phin này. Ép đường đẩy bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay thay vấu. Đấy, thay vấu mình chỉ có việc rút chốt ra thôi. Rút chốt ra xong bỏ vấu ra. Cái chốt này nó hay cái này, nó có cái răng lên rít rít nó không bị trôi. Đây áo này áo đẩy ra, ống đẩy ra. Đấy, cái này khi chúng ta ép xong cũng nhìn. Bây giờ thứ nhất là mình ép này, bây giờ cứng này, không vào nữa đúng không? Hai mình nhìn này, tất cả các cái vấu ép sát hết vào nhau này, là mình có thể mở khóa ra, mở khóa dầu không? Ép càng kẹp càng tốt. Đấy, mình mở khóa dầu này. Đây. Nhìn đẹp mắt không? Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng. Quy trình ép cũng thế thôi. Áo đẩy. Mình có này mình đi làm cơ quan nó rất tiện chứ. Cứ mỗi một lần mà mình ép tiêu lại về nhà hoặc là về xưởng, mà xưởng lại cách khoảng độ chục cây, 20 cây thì đi đi về về hết thời gian rồi. Còn có cái bộ di động này rất hay. Đấy, ép xong mình kiểm tra luôn. Không bao giờ xoay được. Chắc lịch luôn. Bây giờ mình sẽ ép đường hồi nhé. Thay áo. Thay cái này phải thay vấu. Đây, khi mình nắp làm sao cho nó khít hết. Khít hết cái cốt nó vào nền cái dưỡng. Đây nhá. Cái này cái đầu này nó đúng không? Nó có cái van này. Cảm tưởng nó khó đúng không? Nhưng mà cũng rất dễ. Mình vào ép thôi. Đây là vướng này. Vướng kiểu này thì là mình phải luồn. Hoặc là mình không cần phải luồn, mình rút chốt ra. Rút chốt ra là hay nhất. Đưa vào thôi.
Đấy, ngẫm làm sao tất cả vấu vào khít hết. Mình ép nó cũng không vào được nữa cơ. Muốn vào không vào được. Làm sao mà khóa chặt cho nó không bị luồn dầu. Ép tiêu chắc được. Chắc. Tôi hướng dẫn các bạn kể cả ép áo 12 hoặc áo 34. Cái riêng cái bộ này ấy, thì nó có cái này nó có ký hiệu là dành cho áo ép áo 12, à ép áo 34 nhé. Áo 34 thì đa số là dùng cho những cái loại áo mà kiểu gọi là ống jean theo xe ấy, thì nó hay dùng ống 34. Thì đây là lúc đi là mình mới ép ép ống 12 và áo 12 đúng không? Còn đâu riêng cái phần này là để dành cho ép ống 134 và áo 134. Thì cái này có thể là dùng cho những cái ống mà kiểu zin theo xe ấy, là nó hay người ta hay sử dụng ống 134 hơn. Thì cái này nó có bốn kích cỡ. Bởi vì làm sao gọi là ống 134 ép áo 134 này. Thằng 34 nó có là 8.0 này, 11.5 này. Đấy, 13.0 và 15.5. Đấy, riêng cái dòng 134 nó thế, kể cả áo 134 hoặc là co thế thôi. Tuyo cũng vậy. Thì cái bộ này nó hay nó là như vậy. Và tất cả các cái đầu nó đầy đủ hết. Nhìn nhất rất là rõ, nhỏ gọn này. À, tiện lợi nữa. Đấy. Thế thì hôm nay tôi có cái bộ này thì tôi muốn chia sẻ cho các anh em thợ ấy. Làm sao một dùng cái cách nó thuận tiện nhất cho những cái người mà chuyên đi làm ở các cái cơ quan ấy, rất thuận tiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin chào các bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh hoặc vào group thợ sửa ô tô, link tôi đã để ở phần mô tả. Anh em vào cái group này ấy, thì có thể chia sẻ được các cái câu hỏi mình muốn hỏi. Trong cái group này nó rất là nhiều anh em thợ đã có kinh nghiệm lâu năm, thì các anh em thợ đấy là có thể tư vấn cho các bạn.